Thực sự là điều thú vị trên mẫu xe cao cấp như này thì các anh chị có thể thấy, cái thứ nhất là độ cách âm trung ổn, cái thứ hai là lái đánh lái cực kỳ chính xác, và cái thứ ba là độ đầm chắc của nó thì nó là số 1 luôn. Với động cơ 3.0 hút khí tự nhiên thì phải nói là nước chân ga thì phải nói là cực kỳ phấn khích. Nhưng nhiều anh chị đang lo lắng về cái mức tiêu thụ nhiên liệu thì đây, đưa gần máy quay vào đây. Tôi đang vận hành, nó chỉ báo là 6 lít trên 100 km. Đó các anh chị nhé, đây là xe nó đo nhé, 6 lít trên 100 km. Thì đó, chúng ta không phải nghi ngờ rồi hoài nghi gì một chiếc xe có trọng lượng lên 2 tấn 2 mà máy 3.0 hút khí tự nhiên chạy khi ổn định. Đấy, ga tự động cruise control xe chỉ có bán là 6 lít trên 100 km. Thì nhiều bác đang nói là cái xe này có thể nó ăn đến mười mấy lít. Thì thực sự là hoàn toàn là chúng ta sai lầm. Không phải cứ động cơ to là nó ăn xăng. Cái này nó tùy thuộc vào công nghệ máy và hộp số các bác ạ. Con này thì trang bị là hộp số chữ danh là 272, máy 272 và hộp số chữ danh là 7G/lít, nên nó cực kỳ ổn định, chạy mượt sướng và tiết kiệm nhiên liệu. Thì đó là những cái lý do để tôi trải nghiệm, để anh chị chứng minh rằng cho anh chị không phải lo lắng. Nên chúng ta quan tâm với mẫu xe này thì nó tuyệt vời, đánh lái nó cực kỳ nhẹ, tôi chỉ dùng một ngón tay thôi đấy, đã vận hành được một chiếc xe rồi đó. Vậy thì chúng ta hãy đi khám phá nó, một chiếc xe 3 tỷ đồng. Và ngày hôm nay tôi khẳng định nguyên zin nguyên bản, bao test chính hãng toàn quốc, xe chạy cực ít và chất lượng thì khỏi phải bàn, 470 triệu đồng. Vậy thì chúng ta cùng nhau bước xuống để khám phá nó. Vâng, vừa rồi thì các bác có thể thấy ngay tôi vận hành để chứng minh một chiếc xe cao cấp. Đấy. Vậy thì chúng ta đi điểm qua những cái tính năng của xe. Cái thứ nhất, an toàn. Thì đây là mẫu xe được đánh giá là an toàn hàng đầu thế giới, với những công nghệ vượt trội và cao cấp. Ngay cái phần vỏ của chiếc xe này cũng làm được bằng hợp kim. Hợp kim thì trọng lượng nó nhẹ nhưng cái độ cứng cao, nhưng độ bền thì lại tốt hơn. Đấy. Tôi có thể điểm qua ở ngay ở phần đầu xe thì có cảm biến cảnh báo va chạm 4 xung quanh xe, có rửa đèn và trang bị tới 2 đèn bi niếc thích ứng góc lái, xi nhan ở trên đây và ở trên gương, và dưới này thì có giải đèn LED và khá là nhiều những thanh mạ chrome. Đây là một chiếc xe với quan điểm của tôi thì nó còn rất đẹp. Đấy. Các bác có thể thấy tại sao những thanh mạ chrome ở đây nó cứ sáng bóng như còn như lúc mới. Bởi vì đơn giản, một chiếc xe lên đến 3 tỷ đồng và một cái thương hiệu đứng đầu toàn cầu thì khẳng định anh chị là bao giờ các chất liệu và vật liệu của nó cũng phải là số 1. Không ngẫu nhiên nó đắt tiền và người ta vẫn dùng nó. Vậy thì các bác có thể thấy rằng ở ngay cái phần nắp capo ở chiếc xe thì để mà nói sâu sắc hơn mà nhiều người không hiểu tại sao capo của xe mẹt nhìn đã sang trọng đã đẹp rồi, nhưng giữa phần đầu này với người lái, có nghĩa là phần capo rất là dài để nó tăng cái diện cái khoảng cách giữa phần đầu và người lái khi xảy va chạm thì người ngồi trong xe bao giờ cũng rất là an toàn các anh chị nhé. Đây là một chiếc mẹt E300 thì các bác có thể thấy rằng nó được trang bị một bộ la răng là đa chấu và 4 phanh đĩa ABS hiệu suất cao. Đó. Và mẹt E300 thì đây là phân khúc bản cao cấp nhất của dòng mẹt E, có E200, E250 và E300. Thì đây là một chiếc xe phải nói rằng với những cái đường vuốt và cái độ rộng rãi và cái độ trường xe thì nó đẹp nhất phân khúc anh chị nha, nó rất vừa vặn. Xe đã được trang bị một dàn lốp mới rồi và con này thì phải nói là nó đẹp một cách mượt mà, khó cưỡng anh chị ạ. Đó, các bác có thể thấy từ la răng của nó là phay. Ở cái mẹt E thì nó không bị tù túng, ngay cái không gian nội thất và ngoại thất thì ngay ở cái phần đèn nó có trang bị phần đèn kéo dài, và ở trong này thì có vô số những cái bóng nét riêng biệt để tạo lên một cái ánh sáng 3D thì các anh chị có thể nhìn thấu vào bên trong. Có thể ở ban ngày thì chúng ta nhìn nó cũng không rõ nét lắm, nhưng mà nó cũng đủ để chúng ta cảm nhận thấy rằng đây là một cái sản phẩm mà chúng ta rất đáng dùng. Đấy. Phải nói là mẹt E thì nó thừa hưởng ở tiệm cận những cái phân khúc của mẹt S, nên nó được trang bị những cái tính năng cao cấp đầy đủ, chẳng hạn như cửa sổ lock panorama toàn cảnh, vô lăng chỉnh điện, cảm biến 4 xung quanh xe. Đấy, đèn auto, gạt mưa auto và tất cả mọi tính năng là auto. Đó. Vậy thì chưa có thể khẳng định được mọi vấn đề. Ngay cái phần cốp thì các bác cũng thấy rằng ở trên mẹt E, cốp nó rộng không kém gì mẹt S. Và những chiếc xe tuyển chọn chất lượng thì các bác có thể nhìn rõ nét ở đây những cái thanh phản quang
từ những cái vật liệu nỉ của nó cũng khác biệt. Cái thanh phản quang thì Mẹc đã trang bị cho một cái thanh phản quang. Khi xe có vấn đề thì buổi tối chúng ta đỗ dựng một thanh ở đầu và một thanh ở phần đuôi. Thì chiếc xe nó sẽ bị báo hiệu cho chúng ta biết rằng xe đang có vấn đề, và mọi cái đèn soi vào nó sẽ phát ra ánh sáng để mọi người phát hiện được. Đó là điều thú vị tuyệt vời của xe Mẹc. Đó. Và các bác có thể ngắm nhìn, và chúng ta sẽ mở toang mọi thứ ra để khám phá tiếp theo là những chiếc xe Mẹc. Đây, ngay từ những chân kính nó cũng là những thành inox cực kỳ là xịn sò các bác ạ. Đó. Và ghế thì đương nhiên nó toàn bộ là chỉnh điện và có hai màn hình phía sau. Đằng hình phía trước thì chủ nhân cũng trang bị một cái màn hình 12,5 inch rồi. Và ghế thì toàn bộ là chỉnh điện. Đấy. Ngay ở cái phần đầu ghế cũng được nâng lên và hạ xuống bằng điện này các bác này. Đó. Có nghĩa là nó chỉnh đa hướng các chiều. Đó. Và có ghế thì chỉnh ở trên đây và ba vị trí như ghế cho cả lái và phụ. Và đây là chi tiết gỗ và đây là da bò Mỹ. Đấy, còn rất mới luôn. Đấy, phải nói những chi tiết còn rất là mới các bác nhé. Vậy thì nó thực sự là chưa hết đâu. Và các bác có thể chiêm ngưỡng ngay ở phía đằng sau. Thì đằng sau là thường là những mẫu xe là dành cho ông chủ. Đấy, thì đương nhiên những chiếc rèm che nắng bên cạnh là cũng phải được trang bị. Đó, và các bác có thể thấy ngay cái độ mới của chiếc xe. Và cửa gió điều hòa thì đây, chúng ta có thể trải nghiệm khi ngồi bên trong. Đấy, thì ngay ở đây nó cũng có cửa gió điều hòa này. Đấy, ở đây có cửa gió điều hòa và có thể chỉnh được nhiệt độ này. Có nghĩa là ba vùng độc lập và có hai màn hình giải trí. Và ở dưới đây thì nó có một cái đầu đĩa DVD để chúng ta xem chương trình giải trí của đĩa hình. Và cửa sổ lốp toàn cảnh là panorama. Các bạn có thể thấy, chúng ta có thể trải nghiệm ngay. Thì đã thấy rằng cái sự ấn tượng của nó rồi. Đó. Và độ rộng rãi thì miễn bàn. Đây, nó rất thanh thang các anh chị nhé. Đó, nó quá tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Đó. Vậy thì chúng ta hãy bước sang bên phía bên lái xem thực sự là những cái chất liệu và những cái thời gian mà chủ nhân giữ gìn nó như thế nào. Thì các bác hết sức yên tâm, khi một chiếc xe nhiều tiền thì bao giờ chủ nhân cũng rất là yêu quý và chăm sóc nó một cách đầy đủ. Đấy. Đi những chiếc xe Mẹc thì nó vô cùng ấn tượng. Và ngay ở cái bộ ghế này cũng được trang bị da bỏ Mỹ xịn sò qua thời gian. Thì các bác có thể thấy tuổi thọ nó lên đến vài chục năm. Và ngay cái tựa đầu của Mẹc nó cũng cực kỳ tuyệt vời. Và đằng sau thì nó trang bị là rèm điện. Đấy, rèm điện phía sau các bác nhé. Đó. Và đây, chưa hết đâu. Khi bước vào vị trí ghế lái thì chúng ta thấy rằng là khi ngồi vào ở đây thì ngay dành cho người lái một cái tư thế cực kỳ thoải mái. Đấy, cực kỳ thoải mái, và vô lăng của nó được ốp gỗ và da bò Mỹ này. Đó, con này mà chạy được rất ít nhé. Đấy, con này chạy được cực kỳ là ít, mới có 9 vạn rưỡi km thôi. Và trang bị màn hình này. Đấy, màn hình này. Và đương nhiên nó phải có cả cam lùi các bác này. Đó, cực kỳ là nét nhé. Đấy, màn hình giải trí trang bị cả cam lùi. Và ở đây thì nó có điều hòa là auto. Đấy, auto là 3 vùng độc lập và có một cái đầu đĩa CD 6 đĩa cực kỳ hay. Đó, chỉ nói đến như vậy thôi thì các bác đã thấy rằng thực sự nó quá ấn tượng rồi, nó quá cảm xúc rồi. Vô lăng chỉnh điện này. Đó, gãy số vô lăng này, ga tự động cruise control này, và tất cả những cái tính năng E và S. Đây, và tâm lô tâm ni thì các bác nhìn giúp em thấy cái độ mới của nó. Đó, nó quá tuyệt vời, đúng không ạ? Thực sự đó là những cái ấn tượng mà với cá nhân tôi thì nó mang đầy cái biểu tượng, cái sức mạnh, cái quyền quý và cái giá trị chất lượng. Nhiều anh chị bảo xe Mẹc nó đắt, thay thế và bảo dưỡng. Thì cũng xin thưa anh chị, với những ngày xưa, những chiếc xe Mẹc chúng ta phải nhập từ những nước đấy, Mỹ, Đức hoặc những nước tiên tiến. Thì đúng ra là thay đồ đạc nó rất đắt, nhưng bây giờ nó phổ thông rồi. Thì tất cả trên thị trường Việt Nam, đấy, xe Mẹc là dòng xe phổ thông thì nó tuyệt vời. Và các bác nhìn cỗ máy đang nổ nó cực kỳ là êm, và nó zin từng con ốc còn rất trắng sáng. Đó, động cơ 3.0 hút khí tự nhiên. Nhưng các bác có thể thấy rằng một cái màn biểu diễn về cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó gây vô cùng ấn tượng luôn. Đó, các bác có thể thấy nhá. Đó, chỉ nói lên như vậy thôi thì đã thấy rằng cái sự ấn tượng của chiếc xe nó quá tuyệt vời và quá đáng đi rồi các bác ạ. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta hãy ngắm lại nó một lần nữa. Đấy, để thỏa mãn được những cái giá trị và chất lượng của một chiếc xe. Đấy, các bác có thể bảo dưỡng bên ngoài
thì nó sẽ rất là rẻ và đơn giản. Còn chúng ta đưa vào hãng thì đương nhiên nó sẽ bị cắt cổ. Vậy thì những chiếc xe đời như thế này 2011, chúng ta lên đi ra ngoài bảo dưỡng, đồ đạc thay thế và bảo dưỡng nó rất là rẻ như xe thông thường mà thôi các bác nhé. Và dòng này thì thực sự là nó chứ danh về độ lành, độ bền và độ ổn định, nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm chiêm ngưỡng một chiếc xe Mẹc E sản xuất năm 2011, giá chỉ có 470 triệu, thay vì các bác phải bỏ ra 3 tỷ đồng để sở hữu lúc mới, mà trong tình trạng còn rất đẹp, nguyên zin nguyên bản. Đấy, bao cho các bác 3 tiêu chí: không đâm xô, không thủy kính ngầm nước, máy số nguyên bản. Đó. Và bảo hành, cam kết bảo hành cho các bác khoang động cơ là 1 năm để các bác đủ cái độ tin cậy để sở hữu nó tại xe Brame. Có địa chỉ tại đường An Định, thành phố Hải Dương các anh chị nhé. Các bác nào quan tâm mà muốn đến với xe Brame chỉ cần search Google Maps xe Brame là dẫn tận bản uống nước. Vậy thì nó có đáng dùng hay không ạ? Năm hết Tết đến rồi. Với cá nhân tôi, như tiền một chiếc Morning, thì có thể đây là một ông chủ đích thực. Chúng ta có thể trả thù được quá khứ. Ngày xưa nó chỉ là ước mơ thôi, nhưng bây giờ thì chúng ta có quyền được sở hữu nó. Vậy thì các bác nào mong muốn được sở hữu nó, hãy dành một chút ít thời gian, thả tim, thả like và đăng ký kênh để nhận được tất cả những sản phẩm mới nhất tại xe Brame. Còn bây giờ thì xin mời các anh chị đi xuống phần gầm để trải nghiệm chất lượng của nó. Xin mời các anh chị. Vâng, tiền nào của ấy các bác nhé. Xe của em thì nó cứ phải lét căng như này. Các bác nhìn từ những cái nhựa đầu này. Đấy, không có dấu hiệu của gãy vỡ hoặc chạm gầm đâm xô gì cả nhé. Zin nguyên bản nhé. Đây này, vật liệu của nó thì cái này là cũng là kẽm nhé. Đấy, càng máy này. À, thước lái này. Từ cái tem này. Máy này, zin tuyệt đối này. Các bác nhìn không? Em rửa qua nước nã này, từ con ốc này. Đấy, máy nhá. Đấy. Nước vẫn dỉ, à vẫn chảy đấy. À, những cái thanh treo này, càng này. Đấy, hợp kim, nhôm, tuyệt vời, những cái tem này còn. Đấy, giảm sóc hệ thống treo này. Đấy, các bác đi vĩnh viễn không bao giờ han, như cái dòng xe khác nó bị mục mọt hoặc han gầm nó kém. Vang nhìn từ con ốc này. Nguyên vạch sơn này. Nhà máy này. Chuẩn men, mức độ như thế. Con này không nghĩ nó xuất sắc như vậy. Bô này, thép không dỉ này, gầm này. À, nhiều bác cứ bỏ nó ông Phúc ông sơn xong rồi nó trắng thế. Thì báo cáo em cứ để nước nó còn rõ như này để các bác biết là ở nước đã như này thì ai sơn được. Hộp sàn này, thép C55 này. Đã cứng rồi nhưng không bao giờ han. Đó. Toàn vật liệu cao cấp, xe đắt tiền nó như vậy các bác ạ. Đây này. Những cái tấm bảo vệ gầm này. Đây các bác nhìn này. Zin nguyên bản hết nhá. Thì gầm con này nó quá xuất sắc rồi. Đây bô này. Mọi thứ này. Rồi các bác nhìn giúp em nhé. Chuẩn chưa? Nước vẫn chảy cầu sau cầu đẩy từ con ốc này. À, nguyên vạch sơn nhà máy này. Quá xuất sắc. Này, hệ thống treo đa điểm này. Toàn bộ hợp kim này. Những cái tấm nhựa bảo vệ đằng sau cô lốp này. Zin này. Bô này, hai bô. Đấy. Và răng sau mấy này đầu taxi để tránh độ đâm va cho các bác này. Đây, taxi đầu taxi đây. Thì không sợ bị đâm va nhá, răng sau này. Không có cong keo gò lắn gì. Không có dấu hiệu của cái vấn đề là đâm xô. Đây. Các bác nhìn giúp em này. Đầu taxi này. Chuẩn chưa? Những ô tô sau này. Không có dấu hiệu của méo bẹp. Chẳng hạn như là bị va chạm. Đây. Chuẩn men luôn. Đấy, các bác thấy không? Đấy, xe của em nó là như thế đấy. Đúng là tiền nào của ấy thôi. Mua xe chất lượng thì nó giá trị hơn rất là nhiều. Thank you tất cả các bác.